Đêm 20 tháng 1, trên mạng xã hội liên tục xôn xao trước thông tin cặp đôi tin đồn Thiều Bảo Trâm Sơn Tùng đã chia tay sau 8 năm gắn bó. Chưa dừng lại, theo những tin đồn dự đoán của cư dân mạng, họ chia tay là do có người thứ ba xen vào. Ngay lập tức, khán giả liên tục truy tìm danh tính người được cho là trà xanh trong cuộc tình Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng. Và cái tên liên tục bị réo đó là Hải Tú, người được biết đến là nàng thơ trong MV Chúng ta của hiện tại của Sơn Tùng M-TP. Hải Tú bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích vì bị nghi vấn là tiểu tam tác oái. Chưa rõ thực hư câu chuyện, nhiều người đã bắt đầu công kích Hải Tú. Trang cá nhân của nữ diễn viên tràn ngập lời chỉ trích. Người hâm mộ cặp đôi Sơn Tùng Thiều Trâm yêu cầu nữ chính MV Chúng ta của hiện tại không xen vào mối tình này. Không chỉ bị lập group anti-fan mấy trăm nghìn thành viên, mà nữ diễn viên trẻ này còn bị cư dân mạng soi chuyện tình yêu trước khi dính đến drama làm người thứ ba trong chuyện tình cảm của Sơn Tùng Thiều Bảo Trâm. Cô nàng liên tục bị bóc phốt lối sống lỗi, cùng với loạt ảnh phản cảm bên cạnh bạn trai cũ trong quá khứ. Thậm chí, nhiều người còn ngán ngẩm cho rằng chẳng mấy tốt đẹp. Năm 2016, Hải Tú sang Pháp du học, mang theo ước mơ của mình là được trở thành một bác sĩ thú y, có điều kiện để nghiên cứu và bảo vệ động vật hoang dã. Thời điểm đó, cô nàng ưu tiên cho việc học, dù rằng ai cũng nghĩ cô hợp với nghề người mẫu hơn. Cũng trong khoảng thời gian này, Hải Tú có bạn trai, người yêu của cô là một anh chàng ngoại quốc, được biết anh chàng này cũng đang sinh sống tại Pháp. Nhiều người đồn đoán cả hai từng chung sống với nhau suốt một khoảng thời gian dài. Thế nhưng, một khoảng thời gian sau, người theo dõi liên tục thấy cô nàng đang trạng thái buồn, đau khổ khi kết thúc mối tình nồng cháy thời du học sinh. Cư dân mạng cho biết, trong khoảng tháng 3 năm 2020, Hải Tú từ Pháp trở về Việt Nam và tiếp tục làm công việc người mẫu ảnh. Sau đó, cô nàng hẹn hò với một tattoo artist. Cả hai thường xuyên khoe hình ảnh tình cảm trên mạng xã hội. Tuy nhiên, mối tình này theo cư dân mạng đã sớm nở chóng tàn từ khi Hải Tú chính thức trở thành gà công ty giải trí của Sơn Tùng vào tháng 10 năm 2020. Khi đó, Hải Tú đã lập Instagram mới ton và ẩn luôn Instagram cũ. Nhiều thám tử mạng đã soi ra, cô nàng đã xóa sạch những khoảnh khắc thân mật với bạn trai. Nhiều ý kiến cho rằng, phải chăng vì sự nghiệp, cũng vì Sơn Tùng nên Hải Tú đành chia tay bạn trai để bắt đầu xây dựng hình tượng nàng thơ trong trẻo, thuần khiết chưa từng vướng bận hồng trần. Trên Instagram, bạn trai cũ của Hải Tú khá kín tiếng và chỉ chia sẻ chủ yếu những hình ảnh liên quan đến công việc. Hiếm hoi lắm mới thấy anh chàng đăng tải một vài hình ảnh với Hải Tú. Trông cả hai rất đẹp đôi và đều có phong cách rất nghệ. Dù đã chia tay, nhưng bạn trai cũ của Hải Tú vẫn lưu lại những khoảnh khắc sánh đôi bên bạn gái. Hình ảnh cuối cùng chàng thợ xăm đăng cùng Hải Tú là vào tháng 7 năm 2020. Cũng có nhiều tin đồn nói rằng Hải Tú cũng có quen một anh DJ có tiếng ở Hà Nội. Trước khi debut, phải nói gà cưng của Sơn Tùng cũng có lịch sử tình trường khá dày đặc. Hải Tú sinh năm 1997, tên đầy đủ là Lê Quang Hải Tú. Cô được biết đến là một trong những người mẫu có tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt sau khi trở thành gà cưng của công ty giải trí mà Sơn Tùng làm chủ tịch. Cô sở hữu nét đẹp mong manh, pha chút lạnh lùng cùng thần thái đỉnh. Hiện tại, những thông tin bất lợi đang vây quanh phía Hải Tú. Song cô vẫn chưa có bất cứ phản hồi chính thức nào xoay quanh những ồn ào trên.